Sau khi Tuyết Tinh biết thân phận của Niệm Bằng chính là một đại ma pháp sư thì vô cùng tức giận. Hai người đang đấu giao hữu với nhau thì Yến Phong từ đầu tới chân ngang vào bảo vệ Niệm Bằng. Hắn đe dọa nàng không được đụng tới bằng hữu của mình. Hai chữ bằng hữu từ miệng Yến Phong càng làm cho Tuyết Tinh tức điên. Nàng vung đao tấn công Niệm Bằng khiến Yến Phong phải vung đao tấn công nàng. Vậy nhưng Niệm Bằng lại ngăn lại. Nàng ta từng giúp đỡ hắn rất nhiều. Thế nhưng hắn lại luôn giấu giếm sự thật, bản thân là một đại ma pháp sư. Mũi đau này coi như là tài trả nợ cho đối phương, bắt đầu từ bây giờ không ai còn nợ ai cả. Nghe vậy, Tuyết Tĩnh đau lòng tuyên bố không muốn thấy mặt hắn ở Thanh Phong trại nữa. Vì sợ xương viêm đau sắc bén làm ảnh hưởng tới gần cốt của Niệm Bằng, nên Yến Phong đã ngỏ ý bảo hắn đi cùng mình khám bác sĩ. Vậy nhưng, nam chính từ chối rồi quay trở về phòng trọ. Đang ngồi trên giường thiền đỉnh thì phát hiện ma pháp nguyên tố băng đã bị rút cạn sạch mất rồi. Bây giờ chỉ còn cách chuyển hóa nguyên tố hòa thành nguyên tố băng mới được. Nếu như cứ tiếp tục mất cân bằng thì chắc chắn sẽ gặp chuyện lớn. Niệm Bằng bỗng nhớ ra cuốn sách mà Lý Đắc đưa cho mình. Bên trong đó có ghi chép cách chuyển hóa ma pháp hệ thủy thành ma pháp hệ băng nên đã lấy ra học. Nguyên tố băng và thủy vốn cùng một nguồn gốc cho nên có thể chuyển hóa khá dễ dàng. Thế nhưng hòa và băng lại là hai nguyên tố xung đột với nhau. Niệm Bằng tiếp tục thiền định kết hợp băng và hòa lại với nhau. Nếu băng và hỏa đã có thể cùng tồn tại trong cơ thể hắn, thì chắc chắn chúng sẽ không xung đột tuyệt đối với nhau. Chỉ cần có thể tìm ra được điểm chung thì sẽ dung hợp được. Niệm Bằng thử chuyển từng chút nguyên tố hỏa sang băng, rồi đưa ma pháp băng dung hợp vào trong vòng xoáy. Cuối cùng, hắn cũng đã thành công thi chuyển ma pháp hỏa thành băng. Mặc dù việc chuyển hóa này khiến hắn đau tới tận xương tủy, vậy nhưng kết quả lại thành công ngoài sức tưởng tượng. Khi ma pháp lực trong cơ thể bạo động có thể gợi lên sức mạnh cực kỳ lớn. Suy cho cùng thì việc chuyển hóa và dung hợp hai nguyên tố băng và hỏa cũng không hề dễ dàng gì. Lúc này Phượng Nữ vừa mới tỉnh dậy lại sau một đêm dài, nàng rất lo lắng cho Niệm Băng vì mấy ngày này không thấy hắn xuất hiện. Không biết có bị đám người của băng thần tháp bắt đi chưa, cho nên đi ra ngoài thành tìm kiếm hắn. Phượng Nữ trong lòng lo như lửa đốt, còn Niệm Băng thì lại an yên ở chốn thư viện cùng đọc sách và trò chuyện vui vẻ với Linh Nhi. Hắn cho biết bản thân đã gia nhập công hội nên phải chuyên tâm học hỏi ma pháp. Vậy nhưng vẫn phải quay lại thành phòng trai để lấy chút đồ. Linh Nhi tra hỏi hắn có phải đang làm điều gì bất lợi cho công hội hay không. Niệm Bằng kiên quyết, hắn vào công hội là để học hỏi ma pháp. Nếu như nàng cứ mãi nghi ngờ mà đuổi hắn đi, thì hắn sẽ không oán trách nàng. Lúc này, Phượng Nữ đi tới thành phòng trai gặp Tuyết Tĩnh để hỏi thăm tung tích của Niệm Bằng. Tuyết Tĩnh giận tím người khi nghe thấy tên của hắn lảng vảng bên tai mình. Phượng Nữ cũng mỉa mai ngược lại. Thế là nữ nhân lao vào thách kiếm với nhau, không ai chịu nhường ai. Phượng Nữ vung kiếm đẩy lùi Tuyết Tĩnh ra xa rồi vung kiếm chém bay tất cả bàn ghế khiến cho mọi người sợ xanh mặt. Hai đại mỹ nữ đánh nhau gần như là phá nát cả thanh phong trai. Phượng Nữ liên tiếp tung chiêu hai lần khiến cho Tuyết Tĩnh chỉ biết đứng yên một chỗ che mặt. Đúng lúc nguy hiểm thì Niệm Bằng bất ngờ xuất hiện đỡ đòn kiếm của Phượng Nữ. Linh Nhi thì tung ra ma pháp dập tan mấy đám lửa. Hắn tiến lại hỏi Phượng Nữ sao lại ở đây, vậy nhưng nàng không trả lời mà giận dữ quay mặt bỏ đi. Niệm Bằng lập tức đuổi theo. Về đến lò rèn thì hắn phát hiện ra một luồng đấu khí nên nhanh tay xuất bạo phong tuyết bao quanh cơ thể. Phượng Nữ xuất ra cửu ly thiên hỏa lao tới tấn công, vậy nhưng Niệm Bằng đã nhanh tay xuất ra băng truy thuật cản lại. Hai luồng ma pháp va chạm nhau tạo thành một địa chấn rung động cả bầu trời. Hắn tiếp tục xuất ra hỏa diễm thần vĩ đại, một bàn tay hỏa khổng lồ lao tới bóp nát phượng hoàng lửa. Phượng Nữ tức giận giơ kiếm kề cổ Niệm Bằng chất vấn hắn tại sao lại thất hẹn với mình. Đã hẹn là tối qua sẽ gặp nhau rồi, ấy vậy mà hắn lại thất hẹn. Nói lời mà không biết giữ lấy lời, có phải chính là vì cô gái đi cùng hắn ngày hôm nay hay không? Vì khái mà quên mất nhiệm vụ, rốt cuộc còn có muốn đúc hồn cho chính Dương Đao nữa hay không? Niệm Bằng vội vàng giải thích và đem mọi chuyện ở Yến hội kể lại. Vì nguyên tố ma pháp trong người đã xảy ra tình trạng hỗn loạn, nên hắn phải thiền định một đêm, nên mới lỡ hẹn với Phượng Nữ. Phượng Nữ nghe giải thích xong liền ngồi dần. Nhận ra bà nãy hắn đã sử dụng đồng thời cả hai loại ma pháp băng và hỏa. Nàng chợt nhớ ra khi xưa mình có gặp một cậu bé cũng tu luyện đồng thời cả hai loại ma pháp băng và hỏa. Nàng không biết đó có phải là Niệm Băng hay không. Quay lại chuyện đúc hồn cho chính Dương Đào, do chất liệu của thanh đào này cực kỳ cứng rắn, một mình Phượng Nữ điều khắc thì sẽ phải tốn rất nhiều thời gian, nên nàng muốn dùng ma pháp hệ băng của Niệm Băng kết hợp với cửu ly thiên hỏa để điều khắc nguyên mẫu cho chính Dương Đào. Hai người nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Phượng Nữ từ từ xuất ra cửu ly thiên hỏa nung nóng chính Dương Đào. Còn Niệm Băng thì nhanh tay xuất băng pháp hạ nhiệt độ. Nhiệt độ cao cộng với nhiệt hàn băng ăn mòn sẽ khiến cho chất liệu của chính Dương Đao trở nên giòn hơn. Kế tiếp là điều khắc, chất gỗ của hỏa long giác thực sự đã xảy ra biến hóa rồi.
Sau một hồi kỳ công điều khắc thì cũng thành công. Không ngờ mà pháp hệ băng và đấu khí hệ hỏa khi kết hợp lại với nhau lại tạo ra uy lực lớn như vậy. Ngay cả hỏa lòng giác cứng nhắc cũng không chịu được. Điều khắc xong thì niệm băng tạm biệt phượng nữ. Trên đường về, hắn phát hiện ra có kẻ đang theo dõi mình, vậy nhưng niệm băng lại không cảm nhận được ma pháp. Xem ra không phải là người của băng thần tháp. Hắn lập tức bay đi, tên áo đen sợ mất xấu nên nhanh chóng đuổi theo đến một con hẻm nhỏ. Niệm băng bất ngờ lao ra đánh úp, khiến tên kia phải bỏ chạy. Hóa ra tên bịt mặt này là do Lạc Nhu phái tới theo dõi niệm băng. Khinh công của hắn có thể coi là thứ nhất, thứ hai trong băng tuyết thành. Thế nhưng vẫn bị nam chính phát hiện ra. Một lúc sau, ba đại mỹ nữ của băng tuyết thành tụ họp lại với nhau ở thanh phong trại. Tuyết Tĩnh tức giận bóc phốt niệm băng với Lạc Nhu và Linh Nhi, cho rằng hắn chỉ là một tên nghèo kết xác. Vì hắn mà nữ tử Điền Phượng Nữ tới đây phá nát cả thanh phong trại. Lúc đầu nếu không phải nàng cứu hắn ta từ tay Liệu Tam thì không biết hắn đã chết từ lúc nào rồi. Linh Nhi lên tiếng nói đỡ cho nam chính. Nàng ta cho biết lúc mà hắn vừa đến băng tuyết thành thì đã có thực lực của đại ma pháp sư rồi. Có đánh nhau với Liệu Tam thì chắc chắn sẽ không thua đâu. Mặc kệ cho Tuyết Tĩnh chê bai niệm bằng thế này thế nọ, còn ra vờ yếu đuối để lừa các cô nương, thì Linh Nhi và Lạc Nhu vẫn thi nhau khen ngợi niệm bằng. Niệm bằng quay trở về công hội thì gặp phải Lòng Trí. Ông ta đã biết chuyện xảy ra ở thanh phong trại. Ông không có ý kiến chất vấn hắn, mà chỉ bảo rằng mình và ông chủ thanh phong trại có quan hệ rất tốt. Về sau sẽ tìm cơ hội giải thích cho niệm bằng, nên bọn họ sẽ không làm khó hắn được nữa. Vừa hay Lòng Trí muốn nhờ niệm bằng giúp đỡ Linh Nhi học tập ma pháp. Hai đứa có thể hỗ trợ học tập lẫn nhau. Hắn có thể chỉ cho nàng ta một chút thuật khống chế ma pháp. Niệm bằng vẫn còn băn khoăn với lời nhờ vả này. Hắn e rằng giữa nam và nữ thực sự không tiện cho việc tu luyện, nên đã đề nghị thêm cả sư cửu nữa. Để cho tên kia cùng nghiên cứu thì sẽ thu được thành quả nhiều hơn. Lòng Trí đồng ý với lời đề nghị này. Sáng ngày hôm sau, ba người cùng tụ họp lại ở thư viện đọc sách nghiên cứu ma pháp. Sư cửu thì tỏ vẻ chán nản. Gã cho rằng mấy loại sách ma pháp cấp trung này mình đã đọc qua hết rồi mà giờ còn phải đọc lại. Mặc kệ sư cửu cứ đứng đó lải nhải, Niệm Băng và Linh Nhi vẫn ríu rít như đôi chim di chi bảo nhau. Vì để tránh hiểu lầm, với lại hắn cũng muốn tạo cơ hội cho gã ta theo đuổi Linh Nhi nên mới gọi cả sư cửu tới. Vậy nhưng mà hoàn cảnh bây giờ lại không khả quan, hai người kia cứ tập trung tu luyện ma pháp, còn sư cửu thì cứ lông bông nên cuối cùng cảm thấy chán rồi bỏ đi. Nội dung tập phim hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau nhé!